à về danh Hỏi bài minh phí trả lời tức thì vào thư viện Nam Tải ngay à về danh Xin chào tất cả các con và chào mừng các con đã đến với tiết học ngày hôm nay Ngày hôm nay cô rất vui khi được gặp lại các con trong tiết học tiếng Việt Hy vọng rằng cô trò mình sẽ có một tiết học thật là thú vị nhé Ở buổi học ngày hôm nay chúng mình sẽ sang một chủ điểm mới có tên là Bài ca trái đất và với chủ điểm bài ca trái đất thì có những bài như thế nào Và chúng mình sẽ được học hỏi thêm cũng như được biết thêm những thông tin gì Thì bây giờ chúng mình sẽ đến với bài 2 với tên gọi Bạn có biết Trước khi vào phần bài đọc Bạn có biết Thì cô và các con sẽ cùng nhau khởi động với câu hỏi sau Các con hãy chia sẻ với bạn điều thú vị về một loài vật mà em biết ở trên trái đất của chúng ta có rất nhiều những con vật, loài vật khác nhau. Vậy thì có điều gì thú vị mà các con biết về uh, những cái loài vật đó thì chúng mình hãy chia sẻ với bạn cũng như là với cô. Các con có thể đánh một phần à, comment ở phía dưới hoặc các con có thể nói thật to lên với bạn bè và với người thân của mình nhé. Và hôm nay cô như muốn giới thiệu cho các con hai con vật, hai loài vật đó là muỗi đực. Thì muỗi đực có một điều thú vị đó là không hút máu người mà hút mật hoa để nuôi sống bản thân đấy các con ạ. Và tổ yến thì được kết thành bởi nước dãi của con chim yến. Như vậy là đây có thể là hai cái thông tin mà các con lần đầu tiên được biết. Vậy thì ngoài những cái thông tin này ra, chúng mình còn biết những thông tin nào nữa thú vị thì chúng mình hãy chia sẻ cho cô và các bạn cùng biết với nhé. Và ngoài những cái thông tin này thì hôm nay cô Như muốn mang đến cho chúng mình một bài tập đọc có tên gọi là Bạn có biết và ở trong bài đọc này thì chắc chắn chúng mình sẽ biết thêm được nhiều những thông tin thú vị của các loài vật đấy. Nào, chúng mình hãy ngồi thật ngay ngắn này và cùng hướng mắt lên đây lắng nghe cô đọc mẫu bài tập đọc này nhé. Bạn có biết loài chim nào nhỏ nhất? Chim ruồi là loài chim nhỏ nhất. Nó hút mật hoa để sống. Trứng chim ruồi chỉ lớn bằng hạt lạc chim ruồi có thể đập cánh bay đi với vận tốc hơn 50 km một giờ. Loài cá nào bơi nhanh nhất? Cá buồm là loài cá bơi nhanh nhất. Nó có vây xòe ra như một chiếc buồm. Những cú bắn mình ra khỏi mặt nước của cá có vận tốc lên đến gần 100 km một giờ. vật nào chạy nhanh nhất? Báo săn là động vật trên cạn chạy nhanh nhất thế giới. Cơ thể nó thon gọn, mảnh mai và cao nhỏng. Báo săn có khả năng chạy đạt tốc độ 120 km h theo khoa học.com. Vậy là vừa rồi, chúng mình đã lắng nghe cô đọc một bài đọc Em có biết? Bạn có biết bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với các từ ngữ khó đọc ở trong bài tập đọc này và luyện đọc lại cùng với cô nhé chim ruồi mật hoa vận tốc km cá buồm vây xòe bắn mình chạy nhanh nhất thon gọn mảnh mai, cao nhọng. Các con ạ, à, để đọc thật tốt các đoạn văn thì chúng mình cũng phải luyện đọc cho cô những từ ngữ thật là trôi chảy, thật là chính xác. Vậy cô đố các con biết đoạn văn, bài văn bạn có biết được chia thành mấy đoạn? À, đúng rồi đấy các con ạ. À. Với bài bạn có biết chúng mình sẽ chia thành ba đoạn như sau đoạn số 1 từ đầu đến 50 km một giờ. Đoạn số 2 tiếp theo đến 100 km một giờ. Và đoạn số 3 chính là đoạn còn lại. Các con hãy đánh dấu 3 đoạn này vào trong sách giáo khoa của mình để chúng ta có thể thuận tiện cho việc luyện đọc cũng như là việc tìm hiểu bài các con nhé. Bây giờ chúng mình hãy dừng video clip lại luyện đọc lại ít nhất là một lần sau đó chúng mình hãy bật tiếp video clip lên để cùng với cô đến với phần tìm hiểu bài câu hỏi số 1 của cô như sau chi tiết nào cho thấy chim ruồi rất nhỏ chúng mình hãy đọc lại thông tin về chim ruồi và cho cô biết chi tiết nào đã cho thấy chim ruồi rất nhỏ các con nhỏ à đúng rồi đấy các con ạ à. Chi tiết cho thấy chim ruồi rất nhỏ là trứng chim ruồi chỉ lớn bằng hạt lạc. Chúng mình hãy trả lời câu hỏi tiếp theo của cô nào. Vì sao loài cá bơi nhanh nhất có tên là buồm? Với cái câu hỏi số 2 này thì chúng mình hãy lật lại đoạn số 2 và tìm hiểu cho cô xem. Vì sao loài cá bơi nhanh nhất có tên là buồm? À rất dễ đúng không tất cả các con loài cá bơi nhanh nhất có tên là lục buồm vì nó có vây xoay ra như một chiếc buồm chính xác đấy các con ạ vậy nhờ đâu báo săn có thể chạy nhanh rất tốt báo săn có thể chạy nhanh là vì cơ thể nó thon gọn mảnh mai và cao nhỏng vậy thông qua phần bài đọc vừa rồi và cũng như là tìm hiểu lại bác con vật xuất hiện trong bài đọc. Thì các con hãy cho cô biết, em thích con vật nào? Vì sao? À, có bạn thì thích con vật này, có bạn thì thích con vật khác. Tuy nhiên, cô thấy rằng có một số bạn đã nói với cô là con thích con báo nhất, đúng không nào? Vậy thì chúng mình hãy cùng nhìn câu trả lời của bạn nhé. Em thích con báo vì nó chạy rất nhanh. Em mong mình có thể chạy nhanh được như báo. Ngoài con báo ra thì cô thấy rằng các bạn còn thích rất nhiều các con vật khác. Vậy con thích con vật nào và vì sao con thích con vật đó? Chúng mình hãy chia sẻ cho cô cũng như là tất cả các bạn cùng biết với nhé. Như vậy là vừa rồi, cô cho chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu bài đọc Em có bạn có biết và thông qua bài đọc này thì chúng mình đã biết thêm được rất nhiều thông tin thú vị từ các loài vật. Và thông qua đây, cô muốn gửi cho chúng mình rằng các con ngoài cái con cái việc mà chúng mình đã được học thì các con hãy cố gắng chịu khó tìm tòi thêm thông tin của các con vật thông qua sách báo, thông qua TV, thông qua internet để chúng mình có thêm một cái kho tàng uh, thông tin về các loài vật các con vật các con nhé. Và bây giờ chúng mình sẽ đến với phần tiếp theo đó chính là phần viết. Và trong bài học ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau tập viết một đoạn ngắn trong bài cây nhút nhát chúng mình sẽ bắt đầu viết từ đầu các cây cỏ suýt xoa đến huyền diệu ấy quay trở lại. Và với đoạn này thì chúng mình hãy lưu ý cho cô, ngoài các dấu chấm, dấu chấm hỏi thì chúng mình có xuất hiện dấu hai chấm. Vậy thì các con hãy cố gắng luyện viết này, đằng sau những dấu như dấu chấm, dấu chấm hỏi thì chúng mình viết hoa. Khoảng cách giữa các con chữ là một con chữ tưởng tượng. Hơn thế nữa, ở trong đoạn này thì nó thành, chia thành hai đoạn ngắn nhỏ khác nhau Thế thì khi mà hết một đoạn thì chúng mình xuống dòng lại tiếp tục lùi lên một ô để viết tiếp đoạn số 2 Sao cho à, căn thật là thẳng so với cái đoạn số 1 các con nhớ chưa nào Trên đây là bài viết mẫu của cô Bây giờ cô mời tất cả các con hãy đọc thật to đoạn văn mà chúng mình sẽ viết ngày hôm nay cùng với cô nhé Cây nhút nhát các cây cỏ suýt xoa. Hàng nghìn, hàng vạn những con chim đã bay ngang qua đây, nhưng chưa có một con chim nào đẹp đến thế. Cả nghe bạn bè trầm trồ, thán phục, cây xấu hổ, càng thêm tiếc. Không biết có bao giờ con chim xanh huyền diệu ấy quay trở lại? Vậy là bây giờ Cô mời tất cả các con hãy cùng mở vở luyện viết ra nào. Cầm bút lên, ngồi thật ngay ngắn viết những dòng chữ thật đẹp. Sau đó, đưa cho bố mẹ hoặc anh chị xem các con nhé. Bây giờ, cô cho chúng mình sẽ cùng đến với phần bài tập tiếp theo. Chọn từ ngữ viết đúng chính tả. Trên đây cô ghi có 4 từ ngữ như sau. Khóe mắt, khéo tay, vàng chóe, vàng heo. Vậy, trong bốn từ ngữ này, từ ngữ nào là từ viết đúng chính tả à đúng rồi đấy các con ạ à. đó chính là các từ ngữ khóe mắt khéo tay vàng chóe đây chính là ba từ ngữ được viết đúng chính tả tiếp theo chúng mình sẽ cùng đến với bài tập chọn chữ hoặc vần thích hợp với mỗi chỗ trống đầu tiên là chữ chờ hoặc chữ chờ tiếp theo là vần an hoặc vần an và đặc biệt là thêm dấu thanh nếu cần các con đã thực hiện bài tập này vào trong vở của mình sau khi thực hiện xong chúng mình sẽ bật tiếp video clip lên để xem kết quả của cô nhé và bây giờ là đáp án của cô những trưa đồng đầy nắng trâu nằm nhai bóng râm che bần thần nhớ gió chợt về đầy tiếng chim. Và vần an hoặc vần an. Bờ tre xào sạc gió, đàn chim về ríu ran. Lá tre như thuyền nan, trôi trên dòng sông nhỏ. Đêm tre thầm thì kể, chuyện xưa nơi xóm làng. Đây chính là kết quả đáp án của bài tập vừa rồi chúng mình hãy cùng so sánh với đáp án của các con và cùng chữa vào nếu như uh, chưa chính xác nhé còn bây giờ chúng mình sẽ đến với phần bài tập tiếp theo xếp các từ ngữ sau và ba nhóm nhóm từ chỉ sự vật chỉ hoạt động chỉ đặc điểm bây giờ chúng mình hãy cùng đọc to các từ ngữ ở đây nào nho nhỏ hải âu bơi lội to lớn, đưa đẩy, thuyền buồm, trao liệng, ngọn núi, trắng nõn, xanh biếc. Nhiệm vụ của các con là xếp các từ ngữ này vào ba nhóm. Về nhóm chỉ sự vật, ví dụ như là đàn cá. Chỉ hoạt động, ví dụ như là chạy nhảy. Chỉ đặc điểm, ví dụ là nhỏ bé. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng lần lượt, cùng à, xếp các từ ngữ sau. Đầu tiên là từ trắng nõn, à đây là từ ngữ chỉ đặc điểm. Ngọn núi chỉ sự vật. Trao liệng chỉ hoạt động. Thuyền buồm chỉ sự vật. Đưa đẩy chỉ hoạt động. To lớn chỉ đặc điểm. Bơi lội chỉ hoạt động nho nhỏ chỉ đặc điểm xanh biếc chỉ đặc điểm hải âu chỉ sự vật và trên đây chính là kết quả của phần à, bài tập vừa rồi gồm các từ ngữ chỉ sự vật như sau hải âu thuyền buồm ngọn núi chỉ hoạt động bơi lội đưa đẩy, trao liệu chỉ đặc điểm nho nhỏ trắng nõn xanh biếc to lớn <laughs> bây giờ sẽ là bài tập tiếp theo thực hiện các yêu cầu dưới đây a à, sắp xếp các từ sau thành câu theo những cách khác nhau bây giờ chúng mình có các từ ngữ sau đàn trên rập rờn mặt biển hải âu trao liệm bây giờ chúng mình có thể viết câu như sau hải âu trao liệm à trên mặt biển đúng không nào hoặc đàn hải âu rập rớn trên mặt biển sau đó các con hãy viết hai câu trên vào trong vở của mình thật nắn nót đừng quên đầu câu viết hoa cuối câu có dấu chấm và khoảng cách các câu à khoảng cách các chữ là một con chữ o tưởng tượng và bây giờ chúng mình hãy thực hiện phần nói như sau đóng vai nói và đáp lời không đồng ý trong trường hợp sau các cậu ơi chúng mình sẽ mua bóng bay để thả trong ngày trái đất nhé vậy thì với câu này thì chúng mình sẽ đáp lời không đồng ý như thế nào à cô có ví dụ như sau không được bóng bay lên trời gây nguy hiểm cho máy bay và rất ổn nhiệm môi trường đây chính là một cách để nói lời không đồng ý còn các con các con lựa chọn cách nói như thế nào, chúng mình chia sẻ cho cô biết với nhé. Tiếp theo ở hình ảnh sau, chúng mình thấy hình ảnh một bạn thì đang vứt rác vào thùng rác và một bạn thì lại vứt à, vứt ra đất. Vậy thì chúng mình sẽ nói và đáp lời đề nghị như thế nào với tình huống này? À, chúng ta ví dụ, bạn ơi, bạn không được vứt rác bừa bãi nhé. Bạn nên phân loại và vứt rác đúng nơi quy định mình xin lỗi mình sẽ nhặt và vứt đúng vào thùng rác đây chính là cách nói và đáp lời đề nghị phù hợp với tình huống này vậy thì chúng mình hãy thực hiện bài tập này với bạn bè và với người thân của các con và một người đóng vai là nói một người đóng vai đáp nói đáp lại à, lời không đồng ý và lời đề nghị ở trong à, từng tình huống như cô đưa trên đây còn bây giờ chúng mình hãy cùng với cô đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi các con hãy đọc thật to đoạn văn cùng với cô nào. Hôm nay, cả lớp em sôi nổi hẳn lên khi được thầy giáo hướng dẫn làm đồ chơi từ vỏ chai nhựa. Các bạn nữ hào hứng trang trí những chiếc chậu hoa cắt từ vỏ chai nước. Các bạn nam xây xưa với mô hình xe ô tô. Có bạn khéo tay tạo hình con chim cánh cụt. Còn lợi tiết kiệm. Ai cũng thấy vui vì việc làm của mình giúp hạn chế rác thải, góp phần bảo vệ môi trường. Vậy là chúng ta vừa đọc cái đoạn văn này rồi. Bây giờ chúng mình hãy trả lời cho cô các câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, các bạn làm được những sản phẩm gì từ vỏ chai nhựa? Câu hỏi số 2, từ ngữ nào thể hiện cảm xúc của các bạn khi được làm đồ chơi từ vỏ chai nhựa? Và các con có thể thấy hình ảnh cô đưa trên đây là hình ảnh các con vật mà các bạn đã làm từ các vỏ chai nhựa đấy thật là đẹp cũng như là sáng tạo đúng không nào vậy thì chúng mình hãy tận dụng những vỏ chai nhựa để tạo hình để tạo thành những cái à những cái sản phẩm thật là thú vị và thật là đẹp mắt như các bạn ở trên nhá và bây giờ chúng mình hãy trả lời cho cô hai câu hỏi này nào à đúng rồi đấy các con ạ à. những sản phẩm mà các bạn đã làm từ vỏ chai nhựa là chậu hoa, mô hình xe ô tô, con chim cánh cụt, con lợn tiết kiệm. Từ ngữ thể hiện cảm xúc của các bạn khi được làm đồ chơi từ vỏ chai nhựa, hào hứng, say sưa, vui. Vậy là thông qua bài này thì cô hy vọng rằng chúng mình sẽ biết cách bảo vệ môi trường bằng cách tái sử dụng những đồ nhựa. Sau khi sử dụng xong, các con hãy thu gom lại, rửa thật sạch sau đó sẽ sáng chế thành các đồ vật có thể dùng trong gia đình, ví dụ như chậu hoa, ví dụ như là lợi tiết kiệm. Và hy vọng rằng cô sẽ nhận được những sản phẩm thật đẹp, thật hay ho của các con và hình ảnh của các con sẽ được đăng tải lên trên mạng. Các con hãy cố gắng sáng tạo và thực hiện phần này cùng với bạn bè và người thân của chúng mình nhé. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với phần viết đoạn văn. Ở buổi học ngày hôm nay, các con sẽ cùng viết cho cô 4 đến 5 câu về một giờ học mà em thích dựa vào các gợi ý sau. Em thích giờ học nào? Em và các bạn được làm gì trong giờ học đó? Và sau giờ học em cảm thấy thế nào? Với mỗi câu hỏi này, thì chúng mình hãy thực hiện nói trước. Sau khi nói xong, các con hãy thực hiện viết vào vở sau. Ví dụ, em thích giờ học nào? Thì có bạn thích giờ học môn tiếng Việt, có bạn thích giờ học toán, có bạn thích giờ học tiếng Anh, có bạn thích giờ học khoa học, có bạn thích giờ học tự nhiên và xã hội em và các bạn được làm gì trong giờ học ngoài những cái à, hoạt động ra ví dụ như là trong giờ học tiếng việt chúng mình học nói này học viết này học đọc này và được nghe kể cũng như kể lại những câu chuyện rất là thú vị thì trong giờ học toán chúng mình được làm toán này được tham gia những hoạt động à, để kích thích tính tư duy sự tư duy của đầu óc này trong giờ học tự nhiên và xã hội chúng mình được khám phá ra rất nhiều điều thú vị của thiên nhiên của những cái à, hoạt động xung quanh cuộc sống của chúng ta vậy thì chúng mình cảm thấy thế nào sau những giờ học đó có bạn cảm thấy vui có bạn cảm thấy rất là háo hức được để đến với tiết học những tiết học tiếp theo có bạn cảm thấy rất là hứng thú có bạn cảm thấy tuy mệt nhưng lại thật là bổ ích đúng không nào Mỗi bạn sẽ có những cảm xúc khác nhau. Vậy thì chúng mình hãy thực hiện phần này, trả lời cho cô ba câu hỏi này bằng miệng. Sau khi trả lời xong thì chúng mình hãy viết cho cô thành một đoạn văn hoàn chỉnh từ 4 đến 5 câu. Trên đây là gợi ý của cô. Em rất thích giờ học môn tiếng Việt. Trong giờ học tiếng Việt, cô dạy chúng em đọc, viết và kể những câu chuyện rất hấp dẫn. Em cảm thấy rất vui sau mỗi giờ học tiếng Việt các con hãy thực hiện phần viết này vào vở của chúng mình sau khi viết xong các con hãy đọc thật to và đưa cho bố mẹ cũng như là bạn bè xem nhé và bây giờ sẽ là đến phần đọc mở rộng của ngày hôm nay với phần đọc mở rộng thì chúng mình sẽ cùng đọc một chuyện về thiên nhiên chia sẻ về chuyện đã đọc và viết vào phiếu đọc sách những điều mà em đã chia sẻ về tên truyện này tập truyện thuộc tập truyện gì có những nhân vật nào có tác giả là ai việc làm suy nghĩ như thế nào và điều em học được thông qua câu chuyện đó là gì. Cô giới thiệu cho chúng mình một bài đọc có tên là anh hùng biển cả mà các con đã được học ở trong bộ sách cánh diều uh, thuộc sách tiếng Việt 1 tập 2. Và bài anh hùng biển cả này đã giúp cho chúng ta hiểu biết thêm về loài cá heo, một loài cá rất thông minh và rất thân thiết, thân thiết với con người. Chúng luôn giúp đỡ con người và à, luôn tìm mọi cách để có thể à, giúp con người có thể là gì nhỉ à giò mìn này săn lùng tàu thuyền giặc này và nó là một con vật rất là thông minh và hữu ích đấy và bây giờ chúng mình sẽ cùng chơi trò chơi đố vui về các loài chim nhé cô có hai câu đố như sau và chúng mình hãy thật nhanh chóng tìm cho cô à, đó là loài chim gì câu hỏi đố vui số 1 chim gì liệng tựa thoi đưa báo mùa xuân đẹp say xưa giữa trời là chim gì? Chim gì mà lại báo mùa xuân này? Lại luyện tựa thoi đưa. À, cô thấy đã có bạn tìm ra được rồi. Đó chính là chim én. Rất giỏi. Cô hỏi câu đố số 2 của cô như sau. Là chim mà chẳng biết bay, giỏi săn bắt cá, lội hay bơi tài là chim gì? À, chim nào mà lại còn không biết bay này, tuy nhiên lại giỏi săn bắt cá mà lại còn lưỡi hay bơi tài nữa nhỉ chim mà lại không biết bay mà lại rất giỏi bơi là chim gì đấy rất thông minh đó chính là chim cánh cụt đấy các con ạ à. vậy là thông qua hai câu đố này thì chúng mình đã biết thêm cũng như là được củng cố thêm thông tin về hai loài chim đó là chim én và chim cánh cụt vậy thì cô hy vọng rằng thông qua bài học ngày hôm nay các con đã được nắm chắc hơn cũng như là biết thêm nhiều thông tin về các loài vật có trong thiên nhiên những đặc điểm thú vị về những loài vật đó quy vọng rằng thông qua bài học này sẽ kích thích cho các con sự tò mò tìm hiểu thêm những cái thông tin về những loài vật khác nhau trên thế giới và cô mong rằng ở buổi học sau Chúng mình sẽ mang cái thông tin mà chúng mình đã tìm hiểu được Chia sẻ với cô và các bạn Để cô và các bạn còn được biết thêm nhiều thông tin về các loài vật nữa nhé Vậy thì xin hẹn các con ở các tiết học tiếp theo Xin chào tất cả các con Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học về rách